Ngay từ sáng sớm, hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên đã cùng tham gia hiến máu nhằm bổ sung nguồn dự trữ máu đang bị thiếu hụt trong đợt dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động do Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Quân y 175 phối hợp tổ chức. Tại đây còn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đến tham dự và kiểm tra. Anh Đinh Văn Hiệp, học viên tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự cho hay đã nhiều lần đi hiến máu tình nguyện, nhưng đây là lần hiến đặc biệt. Tuy là một giọt máu thì nó không là gì, nhưng mà nhiều người góp một giọt thì nó sẽ có một ý nghĩa đặc biệt rất là lớn. Thì cứ cho máu đi thì mình có thể cứu được những cái sinh mạng khác đang cần những giọt máu của chúng ta, thì em xin góp hết sức mình. Trong cái thời điểm dịch bệnh khó khăn như thế này thì em cảm thấy cái hành động này thật sự ý nghĩa hơn nữa, nó ý nghĩa cao cả hơn, nó có thể giúp cho những mọi người cần những giọt máu như thế này. Và em thấy với phương châm thì mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thì em sẽ cố gắng hết mình, hiến được những gì mình có thể góp phần vào cộng đồng. Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội đối với nhân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cũng như Cục Quân y và Bệnh viện Quân y 175, đợt lấy máu này sẽ diễn ra khẩn trương và trên diện rộng với nhiều các đơn vị tham gia. Chính vì vậy, có thể coi như đợt lấy máu này rất có ý nghĩa trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Trong cái điều kiện này, đặc biệt đối với Bệnh viện Quân y 175 là cái đơn vị vừa tham gia điều trị cho các bệnh nhân, nhưng cũng là cái đơn vị có những cái trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19. Có thể nói rằng những cái đơn vị máu của các cán bộ chiến sĩ thì hiến cho các bệnh nhân rất ý nghĩa trong cái thời điểm mà dịch bệnh và đặc biệt là cái thiếu máu của toàn ngành y tế. Có thể nói rằng những cái hành động mang tính ý nghĩa và tính giá trị nhân văn rất lớn này sẽ hỗ trợ là cái nguồn động viên và hỗ trợ cho các cán bộ nhân viên y tế nói chung và trong đó có Bệnh viện Quân y 175 nói riêng. Chúng tôi thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 xin cảm ơn sự hỗ trợ của các đơn vị, của các nhà trường, quân đội trong toàn quân. Hiện nay thì nhà trường đang duy trì các cái biện pháp để phòng chống dịch rất là tích cực và chủ động. Hơn 1.000 học viên của nhà trường hiện nay đang thực hiện cái việc tổ chức cách ly và giãn cách trong cả giáo dục đào tạo, trong cả các cái sinh hoạt. Hoạt động hiến máu nhân đạo này thì cũng là một trong những cái hoạt động để góp phần vào chung tay phòng chống dịch COVID-19 lần này. Theo cái kế hoạch của Bộ thì nhà trường thực hiện toàn diện và rất chủ động và kịp thời. Và cho đến nay thì về cơ bản thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được các cái nhiệm vụ của Bộ giao, cũng như là hoàn thành được cái đảm bảo được cái an toàn trong phòng chống dịch ở trong phạm vi nhà trường, và có cái hướng là sẽ chủ động cùng với lại địa phương và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cùng ngày, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên cũng tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo trong toàn đơn vị. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.